Ai sẽ là nhân tố sáng giá nhất cho chiếc ghế Tổng Bí thư nước Việt Nam của Bác Trọng? Dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Việt Nam đã nâng cao uy tín trên trường quốc tế và là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất châu Á. Đây là dòng nhận xét của tờ New York Times về di sản của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong suốt hơn một thập kỷ qua. Với tầm nhìn chiến lược dưới trướng của Bác Trọng, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành nhiều nghị quyết về phát triển kinh tế, xã hội với các giải pháp đột phá giúp tạo động lực phát triển kinh tế nhanh, mạnh và được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Trên hành trình chính trị của mỗi quốc gia, việc lựa chọn người thừa kế, một vị lãnh đạo luôn là vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm và mang tính chiến lược. Đó không chỉ là vấn đề thay đổi về người mà còn là vận mệnh của đất nước. Vậy ai sẽ là nhân tố sáng giá, đủ năng lực, phẩm hạnh để kế nghiệp Bác Trọng, viết tiếp sự phát triển đất nước? Hãy cùng D2T tìm hiểu nhé! Chủ tịch nước Tô Lâm. Theo thông báo, kết quả cuộc họp lãnh đạo chủ chốt sáng 18 tháng 5 năm 2024 từ Văn phòng Trung ương Đảng, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã được Trung tâm giới thiệu để Quốc hội khóa 15 bầu giữ chức Chủ tịch nước. Đồng chí Tô Lâm đã từng có kinh nghiệm qua nhiều chức vụ chủ chốt trong lực lượng Công an Nhân dân. Ông giữ chức Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam, từng tham gia phụ tá, hỗ trợ cho cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công tác phòng chống tham nhũng. Trong đó, nhiều vụ án lớn mang tính quốc gia như đại án Đinh La Thăng, đại án chuyến bay giải cứu hay đại án Việt Á. Ông Tô Lâm cùng với chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú như tấm khiên và ngọn giáo tiếp nối công cuộc đốt lò trong cuộc chiến chống tham nhũng của Đảng. Ngay từ khi còn đảm nhận giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an và nhiều chuyến thăm tới Hoa Kỳ, Trung Quốc và các nước châu Âu, ông Tô Lâm đã xuất hiện với một hình ảnh cực kỳ cứng rắn nhưng thông minh và nhạy bén, quan tâm tới tăng cường hợp tác với Hoa Kỳ trong một số lĩnh vực. Do đó, việc ông tạm kế nhiệm Bác Trọng vào thời điểm này là điều dễ hiểu. Đất nước cần có những người cứng rắn, bản lĩnh, nhưng cũng phải đủ linh hoạt, không những tiếp tục công cuộc đốt lò mà còn là ngoại giao cây tre, là kế thừa những di sản mà người đi trước để lại. Nhưng điều đó không khẳng định được Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ là người kế nhiệm Bác. Lúc sinh thời, Bác Nguyễn Phú Trọng là một vị giáo sư xây dựng đảng, được đại đa số các lãnh đạo, quan chức trong hệ thống chính trị của Việt Nam đánh giá là một đảng viên liêm khiết, giàu lý tưởng cách mạng và bản lĩnh chính trị đạt mức kiên trung. Vì vậy, thân Bác sẽ có cách đánh giá, nhìn nhận và lựa chọn nhân sự kế nhiệm theo cách riêng. Trong khi đó, dư luận trong nước đa số ý kiến đều cho rằng việc chọn ra đồng chí bí thư sáng giá là điều cấp bách. Một người có đủ đức, tài thành nhân sự kế nhiệm Bác, gánh vác trọng trách cao nhất của Đảng, trở thành vị lãnh đạo hạt nhân tiếp. Hiện tại, các lãnh đạo chủ chốt của đất nước và Trung ương Đảng gồm có Đại tướng Tô Lâm, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đại tướng Lương Cường, Thường trực Ban Bí thư. Đây là những ứng cử viên sáng giá nhất tính đến thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, dư luận, những vị tướng giỏi vẫn có những điểm mạnh, điểm yếu và có những điều này đôi khi sẽ là yếu tố quyết định và trở thành kết quả cuối cùng. Ai sẽ là cái tên tiếp theo nối gót Bác Trọng? Theo đánh giá của nhiều luồng thông tin, Chủ tịch nước Tô Lâm là ứng viên số 1 kế nhiệm Bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là một vị chủ tịch nước có tư tưởng đổi mới, thích sự cải cách, hướng tới những mô hình hiện đại và hiệu quả. Điều này thể hiện trong suốt 8 năm Bác Tô Lâm giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Công an. Dưới trướng lãnh đạo của Đại tướng Tô Lâm, có thể nói Bộ Công an là đơn vị đi đầu trong công tác tinh gọn bộ máy khi xóa bỏ cấp tổng cục, sáp nhập các đơn vị có chức năng tương đồng, đồng thời quyết liệt chuyển đổi số trong công tác nghiệp vụ khi triển khai thành Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư. Đây được coi là nền tảng cho mục tiêu cải cách thủ tục hành chính cũng như là sự hiện đại hóa trong công tác nghiệp vụ của lực lượng công an. Dấu ấn của Đại tướng Tô Lâm không chỉ dừng lại trong lực lượng công an mà ông đã tạo ra sức ảnh hưởng đặc biệt lớn đến Việt Nam. Chỉ huy lực lượng công an nhân dân phá thành công hàng loạt các đại án kinh tế lớn, đưa ra ánh sáng những góc khuất của mối quan hệ phức tạp giữa giới doanh nhân và chính trị Việt Nam. Ông là một trong số những vị tướng chủ chốt, trợ thủ đắc lực giúp Bác Trọng hiện thực hóa các mục tiêu mà cuộc chiến đốt lò đã đặt ra. Chính Đại tướng Tô Lâm là người đưa công cuộc chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trở nên uy lực và sáng cháy hơn bao giờ hết trong đời sống chính trị của Việt Nam. Tuy nhiên hiện nay, có rất nhiều nguồn thông tin từ các trang báo phương Tây đánh giá về quyền lực và sức ảnh hưởng của Chủ tịch nước Tô Lâm hiện đại. Ông có thể trở thành người quyền lực nhất Việt Nam khi kiêm nhiệm thêm chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản. Hơn nữa là người trực tiếp chống tham nhũng và là trùng cuối trụ lại
có nhiều khả năng củng cố quyền lực nếu trở thành tổng bí thư kế nhiệm. Chúng ta cần đón nhận các góc nhìn một cách khách quan. Việc ủng hộ ai còn phụ thuộc vào hiểu biết về chính trị, văn hóa, tránh bị lôi kéo và những nguồn thông tin không minh bạch. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng là một trong bốn tứ trụ của quốc gia. Ông đã để lại nhiều dấu ấn khá đậm nét trong chỉ đạo điều hành hoạt động chính phủ, giúp chúng ta dần thực hiện hóa ước mơ sở hữu hệ thống đường bộ cao tốc hiện đại với độ phủ cao, kết nối các vùng miền. Phong cách quyết liệt, thẳng thắn và kiên trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính đã góp công lớn đưa chúng ta vượt qua những thời điểm cam go do đại dịch cùng những tác động chính trị ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam. Sự phát triển về kinh tế xã hội giúp cho Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ khá lớn từ dư luận. Hơn nữa, giai đoạn Thủ tướng Phạm Minh Chính giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, ông đã có rất nhiều chính sách vượt khỏi các quy định lúc bấy giờ để đem tới sự phát triển vượt bậc về cơ sở hạ tầng cho tỉnh Quảng Ninh. Đại tướng Lương Cường. Vì Bộ Chính trị đã phân công Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì công việc của Trung ương Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nên nhiều người dự đoán rằng trong tương lai, ông Lâm có thể sẽ là người kế thừa Bác Trọng trên chiếc ghế Tổng Bí thư. Nếu đúng như vậy, chiếc ghế Chủ tịch nước của ông sẽ phải dành cho ai đây? Trong lúc cả nước đang hồi hộp về danh tính của người sẽ kế nhiệm ông Lâm trong tương lai, thì thường trực Ban Bí thư Lương Cường lại trở thành một trong những ứng cử viên sáng giá nhất. Đặc biệt hơn, ông là một người rất kiên quyết trong công cuộc phòng chống tham nhũng. Sau khi kết thúc Đại hội Đảng lần thứ 13, Bộ Chính trị đã dành một ghế cho vị trí chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tuy nhiên, Đại tướng Lương Cường hay Đại tướng Tô Lâm đều không nằm trong danh sách mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng quy hoạch để kế nhiệm. Hai vị đại tướng đều được định hướng lãnh đạo lực lượng vũ trang nhân dân cho tới hết nhiệm kỳ rồi nghỉ công tác. Tuy nhiên, Đại tướng Tô Lâm đã góp công lớn trong cuộc chiến chống tham nhũng nên việc ông trở thành nhà lãnh đạo cấp cao là thành quả mà chính bản thân đại tướng đem lại cho mình. Còn với Đại tướng Lương Cường, từ một vị trí dự bị trong kế hoạch nhân sự của Bác Trọng, bất ngờ vươn lên mạnh mẽ, trở thành nhân vật chủ chốt thứ hai trong Trung ương Đảng. Được đánh giá có sức ảnh hưởng và quyền lực thứ 5 bên cạnh tứ trụ trong hệ thống chính trị của Việt Nam. Ông có uy tín cực kỳ cao trong lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thậm chí được đánh giá là giá trị tinh thần mang tới niềm tin cho tướng lĩnh cán bộ, sĩ quan và chiến sĩ của lực lượng quân đội. Còn bạn, bạn nghĩ ai là người đủ tài và đức để thay Bác Trọng? Có thể nói, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đóng vai trò trung tâm trong sự phát triển kinh tế của Việt Nam mới đây. Tờ Washington Post cũng nhấn mạnh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dẫn dắt Việt Nam một thời kỳ mở cửa kinh tế mạnh hơn và ông cũng mạnh tay hơn trong công cuộc chống tham nhũng, qua đó khơi dậy niềm tin của công chúng vào sự lãnh đạo của Đảng đối với nền kinh tế Việt Nam. Một trong những nền kinh tế năng động nhất trong khu vực với các lĩnh vực khởi nghiệp đang phát triển, thu hút các công ty sản xuất nước ngoài bằng các biện pháp như tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương. Dấu ấn sự nghiệp của Bác Trọng khó mà kể hết trong ngày một ngày hai được. Bạn mau đăng ký kênh và bấm chuông để nhận được những thông báo video mới nhất của chúng tôi nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.